Tôi chào tất cả các chị đang xem livestream nha. Các chị vào lại buổi livestream này của Thời trang công sở ngày hôm nay này. Hôm nay bên em có mẫu áo gió Việt Nam xuất khẩu này giới thiệu đến các chị nha. Có mẫu áo gió hàng Việt Nam xuất khẩu này giới thiệu đến các chị này. Rất là đẹp luôn nên là các chị nhanh tay vào chấm bài cho em nha. Siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn này. Rồi chào chị Vũ Thủy, chào chị Nguyễn Ngân luôn nha. Chấm cho em một chấm và ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Rồi chào chị Hương Giang Phạm luôn nha. Mẫu này là mẫu áo phao này, áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu ở bên em nha. Hàng siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn. Thiết kế mũ có lông cho các chị và có thể tháo rời cho các chị luôn này. Quá đẹp luôn nha. Rồi chào chị Vũ Thủy. Mỗi chị em ra chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em đi ạ. Để bên em bán cái mẫu áo gió hàng áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu này ở bên em nha. Thiết kế túi có khóa để tiền để điện thoại đều rất là tiện ở bên em này. Cực kỳ đẹp và trẻ trung cho các chị luôn nha. Hàng đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em nha. Rồi chào chị Nguyễn Lan, chào chị Đỗ Minh Anh luôn này. Mẫu này ở bên em có giá đang bán tại shop nha. Giá đang bán tại shop là 599.000, giảm tại livestream này cho các chị chỉ còn 199.000 thôi. Và trong 10 phút đầu tiên này, trong 10 phút đầu tiên em sẽ mang lên đây bán với mức giá ưu đãi cho các chị là 199.000 nha. Chị em nào yêu thích mẫu thiết kế, yêu thích mẫu mẫu áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu này ở bên em thì phải nhanh tay ra chia sẻ và nhanh tay comment cho em này. 10 phút đầu tiên chốt cho các chị mức giá 199.000 nha. Rồi chào chị Ngọc Bảy Dương, chào chị Võ Thị Huỳnh Như, chào chị Đỗ Minh Anh luôn này. Và có 3 màu cho các chị lựa chọn. Mẫu em mặc lên đây là tông màu đỏ nha. Mặc lên quá nổi quá sang cho các chị này. Có thêm tông màu đen truyền thống cho các chị mặc lên cực kỳ đẹp luôn này. Và cuối cùng đây là tông màu xanh đen nha. Có 3 tông màu đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa cho em. Rồi chào chị Phương Nguyễn này. Chị em nào yêu thích mẫu này thì phải chốt nhanh chốt lẹ nha. Hàng xả lên là các chị phải nhanh tay này. Vì nó có lẻ màu nên bên em mang đến đây bán với mức giá ưu đãi cho các chị 199.000 kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ. Chị ơi quá là đẹp luôn đây này. Rất là nặng, rất là đẹp luôn nha. Mặc lên người thì cực kỳ nhẹ. Mẫu này siêu nhẹ cho các chị luôn nha. Còn nha chị Võ Thị Huỳnh Như ơi. Rồi chị Nguyễn Ngân ơi, đợt này bên bưu điện nghỉ Tết dương lịch 4 ngày nên là người ta chưa giao đến nha. Chị ơi, người ta nghỉ Tết dương lịch 4 ngày nên người ta chưa giao đến cho mình. Mai bưu điện làm việc này là người ta sẽ giao luôn cho mình nha. Comment cho em này, 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em. Hàng xả mức giá ưu đãi, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này nha. Rồi ok chị cho chị Vũ Thủy này một cái đỏ, một cái đỏ, một cái đen và một cái màu xanh đen ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên nên bên em chốt với mức giá ưu đãi nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. Đây là hàng áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu ở bên em này. Có độ co giãn nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái. Bên trong của nó là một lớp nốt lụa mềm mịn luôn nha. Thiết kế cổ có lông này, chia sẻ cho em 5 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là có thể về tường trang cá nhân của mình cho em đủ 5 lần trở lên là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nhá. Bao giá, bao rẻ, bao đẹp cho các chị luôn nha. Quá là đẹp luôn, mẫu áo này mặc lên cực kỳ nhẹ nhàng luôn, áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Rồi ok, Hương Giang Phạm 199.000 một cái màu đen này, 60 cân mặc size XL cho em quá đẹp. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì sẽ có đơn hàng này. Rồi ok, Vũ Anh 199.000 một cái màu đỏ ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em này. Rồi ok, chị Liễu Hoàng 199.000 một cái màu đen ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Hàng này là hàng áo phao và hàng Việt Nam xuất khẩu bên em, rất là đẹp luôn nha các chị em ơi. Rồi ok, chị Dung Vũ 199.000 một cái màu đỏ ok này. Này các chị nhìn đây ạ, thiết kế mũ lông nha, thiết kế mũ là mũ lông này. Đằng trước của nó có huy hiệu cho các chị này, túi thì có khóa nha, quá là đẹp luôn, cầm lên thì rất là nhẹ, mặc lên người vừa nhẹ này và bao ấm bao đẹp cho các chị luôn. Bây giờ mẫu sẽ mặc sang cái màu đen cho các chị xem này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. 66 cân thì cao ở trên 1m6 cho em nha. Rồi ok cho chị Đặng Sương 199.000 xanh đen ok này. Hoàng Lan 199.000 không có màu rêu đâu chị ơi. Không có màu xanh rêu nha, đây là màu xanh đen nha. Rồi ok cho chị Vũ Thủy này, một cái đen, một cái màu xanh đen, một cái đỏ ok chị, rồi lên đơn hàng cho chị rồi nha. Đây mẫu em đang mặc lên màu đen cho các chị này. Võ Thị Thành 63 cân mặc size 2XL cho em. 40 cân đến 65 cân thì có size quay đầu mặc vừa nha. Quá là đẹp luôn đây, màu đen này. Mẫu em mặc lên cái màu đen truyền thống cho các chị này. Có 199.000 thôi nha.
Có chị Loan Ngô có size cho người đến 65 cân thôi nha chị ơi, hàng Việt Nam xuất khẩu nó chỉ có thế thôi nha, rất là đẹp luôn này. Rồi kênh chị Nương Phạm đã chia sẻ, nhanh tay vào comment cho em đi này. Mỗi mặc lên là tông màu đen này, có thêm tông màu xanh đen nha, và cuối cùng là tông màu đỏ, chỉ có ba tông màu cho các chị lựa chọn thôi. Bên trong của nó là lớp lót lụa mềm mịn này, hàng đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu cho em này, rất là đẹp luôn. 56 cân mặc size XL cho em nha, 40 cân đến 65 cân quay đầu này, 58 cân thì mặc size XL cho em chị ơi, quá đẹp luôn. Chốt nhanh chốt lẹ đi, 10 phút đầu tiên nha. Hàng xả nên là mình đừng hỏi xem mình size số mặc gì, mai bên em đã sẽ có một cái bên em sẽ có nhân viên này gọi điện tư vấn size, tư vấn màu, tư vấn và xin địa chỉ để gửi hàng cho các chị nha. Nên là các chị yên tâm này, chốt nhanh chốt lẹ tại 10 phút đầu tiên cho em thôi, không có nhiều nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đủ 5 lần thì đơn hàng đấy mới được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok cho chị Thanh Nhàn một cái 199.000, một cái màu xanh đen ok cho chị nha. Quế Hoàng 199.000, một cái màu đỏ ok này, màu đen mặc lên quá là sang luôn. Cái màu đen truyền thống nha, cái màu đen truyền thống cho các chị lựa chọn này. Chị nào lấy thì comment luôn cho em 199k kèm màu, kèm số điện thoại. Mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em nha, rất là đẹp luôn này. Đây này, huy hiệu ở đằng trước cho các chị này, cực kỳ sang và trẻ trung luôn. Đây màu đen mỗi năm mặc lên này, có thêm màu đỏ và màu xanh đen luôn nha. Rồi ok, Út Hoàng 199.000 một cái màu xanh đen luôn này. Rồi ok, chị Thế Tuấn 199.000 một cái màu đỏ ok nha. Hàng này áo phao, hàng Việt Nam xuất khẩu, bên em siêu nhẹ cho các chị mặc lên người luôn nha. Thiết kế mũ có lông cho các chị này, quá đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc luôn này. Chị Dung Vũ ơi, có áo dạ thì nhắn tin về shop cho em, sẽ có nhân viên trả lời nha. Rồi ok, Thúy Đông một cái màu đen 199.000 ok chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này, sẽ có đơn hàng ở bên em nha, vừa rẻ vừa đẹp, bao ấm bao sang như các chị luôn này. Mũ tháo rời luôn cho em được nha. Thiết kế túi có khóa ở hai bên, để tiền để điện thoại đều rất là tiện luôn này. Rồi ok, Phương Đông 199.000 một cái màu xanh đen ok, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì mới có đơn hàng ở bên em nha. Và ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 199.000 thôi ạ. Rồi ok, chị Hữu Duyên Vô Thực 199.000 một cái màu xanh đen ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và phải kèm chia sẻ nha, thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công, không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn nha. Rồi ok, Tú Ngô 199.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Bích Hoàng 199.000 một cái màu đỏ ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok cho chị Tạo Nguyễn nha, 199.000 một cái màu xanh đen của chị ok này. Quá là đẹp luôn ạ, có size cho người từ 40 đến 65 cân thì có size số mặc vừa nha. Mía Mía 199.000 một cái màu đen ok chị Mía Mía này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có đơn hàng nha. Rồi ok, Nguyệt Moon 199.000 một cái màu màu đỏ ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok, Như Lâm một cái màu đỏ lên đơn hàng cho chị 199.000 này. Chỉ 10 phút đầu tiên với mức giá 199.000. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em mới có mức giá ưu đãi như vậy nha. Vừa rẻ vừa đẹp, bao sang bao xinh cho các chị luôn này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này, quá là đẹp luôn, không lấy thì rất là tiếc luôn này. Rồi ok, chị Phương này 199.000 một cái màu đen ok nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc sang cái màu xanh đen cho các chị luôn, màu nào mặc lên cũng nổi, màu nào mặc lên cũng rất là sang và xinh. Có 3 màu, hàng Việt Nam xuất khẩu siêu nhẹ cho các chị mặc lên người nha. Rồi ok, Trần Thị Thủy 199.000 một cái màu xanh đen của chị ok này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Nguyễn Thu Hường 199.000 một cái màu xanh đen ok này. Lan Bi 199.000 một cái màu đỏ ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 199.000 nha. Đây mẫu em đang mặc lên là tông màu xanh đen cho các chị này. Mặc lên rất là nhã nhặn cho các chị, mặc lên cực kỳ thoải mái luôn nha. Hàng này là hàng siêu nhẹ này. Rồi ok, Quế Phạm 199.000 một cái màu đỏ ok luôn này. Rồi ok, Lực Hoàng 199.000 một cái màu đen ok nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa cho em. Thiết kế mũ có lông cho các chị này. Rồi màu xanh đen như mẫu đang mặc, có thêm màu đen và có thêm màu đỏ cho các chị. Phao này là phao siêu nhẹ, phao Việt Nam xuất khẩu, mặc lên cực kỳ thoải mái này, đủ ấm bao ấm cho các chị luôn nha. Quá là đẹp và trẻ trung luôn. Chốt nhanh chốt lẹ thì sẽ có đơn hàng ở bên em này, rất là đẹp nha. Rồi ok, Huế Vũ 199.000 một cái màu xanh đen ok này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Có rất là nhiều đơn hàng đã được lên đơn hàng thành công nhưng em thấy lượt chia sẻ còn đang rất là ít nha. Rồi ok, Phương Thảo 199.000 một cái màu xanh đen ok lên đơn hàng thành công của chị này.
Nguyễn khuyến 199.000 một cái màu đen ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi. Hàng bao giá bao rẻ cho các chị luôn, chốt nhanh chốt lẹ sẽ có đơn hàng ở bên em nha. Rồi ok, ngọc cảnh pha này 199.000 một cái màu màu xanh đen ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em, đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 ở bên em ạ. Bao giá bao rẻ, bao đẹp, bao sang, bao xinh, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em nha. Rồi ok, Thanh Hoàng 199.000 một cái màu xanh đen ok luôn này. Rồi chị Phương Thảo lấy màu xanh đen để lại số điện thoại cho em nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công. Chỉ có 199.000 một cái thôi, bao rẻ bao đẹp, mặc lên vừa nhẹ vừa sang như các chị luôn này. Rồi ok chị cho chị Thanh SC 199.000 một cái màu xanh đen ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Rồi ok, chị Phương Thảo một cái màu xanh đen lên đơn hàng cho chị này. Rồi ok, chị Trúc Nguyễn 199.000 lên đơn hàng thành công cho chị luôn một cái màu đen nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok, Diệp Nguyễn 199.000 một cái màu xanh đen lên đơn hàng cho chị luôn này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000, bao giá bao rẻ bao đẹp luôn. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream sẽ có mức giá ưu đãi như vậy ở bên em nha. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh nên chị em nào ưng, chị em nào thích rồi thì chốt luôn cho em đi ạ. Rồi ok, Hữu Toàn 199.000 một cái màu đen ok nha. Hàng nền hàng Việt Nam xuất khẩu, mặc lên vừa nhẹ vừa đẹp. Chị em nào nhanh tay mới có đơn hàng. Rồi ok, chị Thêm Vịt 199.000 một cái màu đỏ lên đơn hàng cho chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Hàng quá là đẹp luôn nha, không lấy thì rất là tiếc luôn này. Rồi ok, chị Phương Đoài 199.000 nha. Nên đơn hàng thành công của chị Phương Đoài luôn này. Rồi ok, Đỗ Hương Quỳnh 199.000 một cái màu đỏ. Bây giờ mẫu sẽ mặc thử lại cái màu đỏ cho các chị xem này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Rồi ok, chị Hữu Khải 199.000 một cái màu xanh đen ok này. Rồi ok, Tuệ Lâm 199.000 một cái màu đen ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok, Nguyễn Quân đã chia sẻ thì nhanh tay vào comment đặt hàng đi chị ơi. Kiểu hết thì rất là tiếc luôn nha. Hàng này là bên em xả bán với mức giá ưu đãi mới có như vậy thôi. Để chị em nào ưng, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì mới có đơn hàng ở bên em này. Rồi ok, chị Lĩnh Toàn 199.000 một cái màu đỏ ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Thiết kế mũ gối lông cho các chị này, mặc lên rất là sang, đội lên rất là ấm nha. Các chị có thể tháo rời mũ ra cho em, mặc theo hai kiểu cho em cũng được. Mặc lên thì siêu nhẹ luôn cho các chị, đằng trước có huy hiệu cực kỳ trẻ trung này, có màu đỏ, có thêm màu xanh đen và có thêm màu đen nha. Ba màu rất là dễ mặc cho mình luôn này. Chị em nào cũng có thể mặc được cái ba cái màu này cho em nha. Rất là dễ mặc, rất là nhã nhặn luôn. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Hàng đủ size đủ số cho chị em, từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa nha. Lưu ý là phải chia sẻ cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ thì đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn ạ. Quá rẻ quá đẹp luôn, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em thì đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok, chị Phụng Nguyễn 199.000 một cái màu xanh đen nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 199.000 màu đỏ này, 199.000 màu xanh đen này và 199.000 màu đen nha. Quá đẹp luôn, hàng phao Việt Nam xuất khẩu, mặc lên vừa nhẹ vừa sang này. Em chỉ xả trong vòng 10 phút đầu với có mức giá 199.000 nha. Nếu chị em nào yêu thích mẫu nào thì phải chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Rồi đấy, mẫu em mặc lên đấy là tông màu đỏ, có thêm màu xanh đen và có thêm màu đen cho các chị lựa chọn. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em thì mới có mức giá ưu đãi như vậy cho các chị nha. Và lưu ý là phải chia sẻ cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 199.000 nhé. Rồi ok, Phạm Phương 199.000 màu đỏ lên đơn hàng cho chị này. Chốt nhanh chốt lẹ đi em, chỉ có mấy đơn hàng nữa thôi nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Hàng quá rẻ quá đẹp luôn, bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Đủ size đủ số, 40 cân đến 75 cân quay đầu đều có size.
từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size, size số mặc vừa nha. Nào chị em nào yêu thích màu nào nào chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. Và lưu ý là phải chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Rồi ok cho chị Phụng Hoàng 199.000 một cái màu xanh đen ok này. Đấy màu đỏ mẫu em mặc lên quá là đẹp luôn, chị em nào lấy thì chốt nhanh chốt lẹ cho em nha. Chị em nào lấy chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Hàng đủ size đủ số 40 cân đến 7 đến 65 cân đều có size số mặc vừa nha. Lưu ý là chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công đấy ạ. Chị em nào lấy chốt nhanh chốt lại cho em nha. Rồi ok chị Phục Nguyễn 199.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Rồi ok chị Tuần Lan 199.000 một cái màu đen ok luôn nha. Rồi ok cho chị Phan Phượng 199.000 một cái màu đỏ ok này. 199k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. Rồi ok chị Linh Minh 199.000 một cái màu đen 60 cân mặc size XL cho em ok nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu là có size số mặc vừa. Lưu ý là ra chia sẻ luôn cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em để đơn hàng của mình được lên đơn hàng thành công này. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ nha. Rồi chị Thanh Hồ lấy màu đỏ để lại số điện thoại cho em nha. Em chỉ còn mấy đơn hàng bán với mức giá ưu đãi như này nữa thôi. Nên còn chị em nào ưng nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Và ra chia sẻ nhanh tay cho em đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Quý Phùng 199.000 một cái màu đen này. Giá là 199k nha chị ơi, quá đẹp luôn. Đây là hàng phao xuất khẩu nha, hàng Việt Nam xuất khẩu ở bên em. Siêu nhẹ cho các chị mặc lên người này. Cực kỳ đẹp và trẻ trung nha. Bây giờ mẫu sẽ mặc sang cái màu đen cho các chị này. 199k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Có size cho người từ 40 cân nha. 40 cân đến 60 cân này. 65 cân thì có size số mặc vừa cho em này. Comment đúng cú pháp cho em là 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần ở các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công này. Rồi ok chị Thế Phùng 199.000 một cái màu đỏ ok nha. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần cho em này. Vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 199.000 ạ. Rồi chị Bích Liên Nguyễn này 66 cân thì chị cao trên 1m6 là mặc được cho em nha. 199k kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Rồi ok Thanh Hồ một cái màu đỏ lên đơn hàng cho chị 65 cân mặc size 2XL này. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai. Chia sẻ về tường trang cá nhân thì đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Hữu Lý 199.000 lên đơn hàng cho chị này. 199k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công ạ. Nào chị em nào lấy thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. Rồi màu đen như mẫu em nào mặc lên quá là xinh cho các chị cái màu đen truyền thống cho các chị lựa chọn nha. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em, đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 199.000 ở bên em. Hàng bao giá bao đẹp bao sang bao xinh cho các chị luôn nha. Đủ size đủ số 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa này. Chị em nào lấy thì comment cho em này 199k kèm màu kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi màu đỏ này có thêm màu đen và có thêm màu xanh đen như các chị này. Chị em nào lấy chốt nhanh chốt lẹ cho em, mặc lên vừa nhẹ này. Vừa nhẹ nha, chất liệu thì rất là mềm mịn, bên trong một lớp lót lụa cho các chị, thiết kế túi ở hai bên để tiền để điện thoại đều rất là tiện cho em này. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân nha. Và em cũng chỉ có mấy đơn hàng với mức giá là 199.000 thôi. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream cho em này. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa xinh nha. Nên chị em nào ưng, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lẹ tại cái livestream này thì mới có đơn hàng nha. Rồi ok chị Thanh Huỳnh 199.000 một cái màu xanh đen ok chị này. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Hà Sơn 199.000 một cái màu đen ok chị luôn nha. Lê Ngọc Ánh 199.000 một cái màu đỏ ok này. Huế chị Hải Yến 199.000 một cái màu đen ok nha. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok chị Ngân Vũ 199.000 một cái màu xanh đen ok chị này. 199k kèm màu kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công với mức giá là 199.000 nha. Và ra chia sẻ cho em này. Rồi ok chị Mai Mai 199.000 một cái màu xanh đen lên đơn hàng thành công của chị này. Quá là đẹp quá là rẻ luôn. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream thì có đơn hàng nha.
Rồi ok, thế hoàng 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai là chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân này, từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số cho em này. Rồi ok, thế hoàn 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá là 199.000 đấy ạ. Quá rẻ quá đẹp luôn, màu đen này, màu xanh đen và màu đỏ này. Màu nào mặc nên cũng đổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang và trẻ trung cho em nha. Vừa rẻ vừa đẹp, bao giá bao chất toàn thị trường cho các chị luôn này. Rồi ok cho chị Hán Thị Phương Thảo nha. 199.000 một cái màu đỏ, ok lên đơn hàng cho chị này. Chốt nhanh chốt lẹ tại livestream nên không có nhiều đâu nha chị ơi. Và ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 đấy ạ. Hàng quá rẻ quá đẹp, chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này. Siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn nha. Rồi ok, chị Thuấn Trần 199.000 một cái màu xanh đen, ok này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 ở bên em nha. Hàng có đủ size nên là các chị cứ yên tâm cho em này. Rồi ok, chị Thanh Trần 199.000 một cái màu đỏ, ok nha. Rồi bây giờ mẫu này mặc lại màu đỏ cho các chị xem này. Màu nào mặc nên cũng nổi, màu nào mặc nên cũng rất là sang và trẻ trung luôn nha. Chốt nhanh chốt lẹ, mũ ở bên em có thể tháo rời cho em này. Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu nha, mặc lên vừa nhẹ này. Mặc lên vừa nhẹ, vừa sáng da, vừa trẻ trung cho các chị luôn. Nên những chị em nào yêu thích mẫu nào thì phải chốt nhanh thì mới có đơn hàng nha. Và ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Rồi ok, chị Hường Nguyễn 199.000 một cái màu xanh đen lên đơn hàng cho chị Hường Nguyễn nha. Hàng có đủ size đủ số 40 cân nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số màu vừa. Ra chia sẻ cho em 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai này, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok, chị Thanh Tâm 199.000 một cái màu đỏ, ok chị này. Rồi mẫu em đang mặc lên màu đỏ đây, quá là đẹp cho các chị luôn nha. Chị em nào lấy thì phải chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em thì đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Không chia sẻ đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn cho em nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nhanh tay đi ạ. Chia sẻ 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công rồi. Mẫu em đang mặc lên là cái tông màu đỏ này, mặc lại cái tông màu đỏ cho các chị xem này. Quá là đẹp cho cái tông màu đỏ lên luôn nha. Rồi ok đây chị Hà Đức Hậu 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em. Đơn hàng của mình mới được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok đây chị Tâm Thanh này 199.000 một cái màu đỏ, ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình nha. Thì đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 ở bên em. Bao giá bao đẹp, bao sang bao xinh luôn nên chị em nào lấy chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Màu đỏ này có thêm màu đen và có thêm màu xanh đen cho các chị nha. Mũ này các chị có thể tháo rời cho em, chất liệu phao này thì các chị mặc lên siêu nhẹ cho các chị mặc lên cực kỳ thoải mái luôn đấy ạ. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 ở bên em nha. Đủ size đủ số 40 cân này, 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa này. Nào còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ tại cái livestream này cho em này. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Quá là rẻ và đẹp luôn, không nhanh không lẹ thì hết này. Nào còn chị em nào yêu thích nó không, chốt nhanh cho em đi ạ. Em chỉ còn mấy đơn hàng nữa thôi nha, còn mấy đơn hàng báo với mức giá ưu đãi nữa thôi. Thế còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ cho em này. Đấy rất là đẹp luôn, mẫu em mặc lên đấy là tông màu đỏ cho các chị nha, mặc lên rất là nổi này, mũ này các chị có thể tháo rời luôn cho em này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 ở bên em. Rồi ok, chị Phụng Hoàng 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị này. Rồi ok, Theo Trần 199.000 một cái màu đỏ, ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok, đây chị Thanh Nguyễn 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị nha. Rồi chị Nguyễn Lan này 199.000 một cái màu xanh đen, ok này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em.
là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 199.000 ở bên em nha. Hàng có đủ size đủ số cho chị em nào từ 40 cân đến 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa đấy ạ. Quá là rẻ, quá là đẹp luôn. Còn chị em nào yêu thích nữa thì chốt nhanh chốt lẹ cho em này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Em có mấy đơn hàng cuối cùng em sẽ chốt nhanh chốt lẹ, em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. 5 đơn hàng cuối cùng với mức giá 199.000, chị em nào lấy thì chốt nhanh cho em đi ạ. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai để chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 199.000, màu đỏ, màu xanh đen và màu đen cho các chị lựa chọn nha. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào thì chốt nhanh cho em này. Rồi ok cho chị Lan Hoàng 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị nha. Rồi ok cho chị Thế Trần 199.000 một cái màu cho chị Thế Trần 199.000 một cái màu đen này, ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000. Rồi ok cho chị Thận Nguyễn 199.000 một cái màu xanh đen, ok này. Rồi ok chị Thanh Hồ nha. Nào còn chị em nào yêu thích thì chốt nhanh chốt lại cho em 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai nha, về tường trang cá nhân của mình cho em với mức giá 199.000 nha. Quá là rẻ và đẹp luôn này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Rồi ok chị Thanh Nhàn 199.000 một cái màu đỏ, ok chị luôn này. Rồi ok chị Vũ Kim Anh 199.000 một cái màu xanh đen, ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là có thể về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Có đủ size cho các chị lựa chọn này. Rồi ok chị Tân Lê một cái màu đỏ này. Nào còn chị em nào yêu thích màu nào chốt nhanh chốt lẹ cho em với mức giá 199.000. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần với các hội nhóm công khai hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 ở bên em nha. Hàng có size cho người từ 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số màu vừa nha. Rồi ok chị Thanh Trần 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị luôn này. Vũ Nụ 199.000 một cái màu 199.000 một cái màu đen, ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 đến 3 lần vào các hội nhóm công khai này chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em thì đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Với mức giá chỉ có 199.000 ở bên em, đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân nha. 40 cân đến 65 cân quay đầu đều có size số mặc vừa. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng với mức giá 199.000 ở bên em. Hàng bao giá, bao đẹp, bao sang, bao xinh luôn nên chị em nào ưng, chị em nào thích chốt nhanh chốt lại cho em này. Rồi ok chị Thành Trần 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị luôn nha. Rồi ok chị Thanh Hoàng 199.000 một cái màu đen, ok này. Rồi ok Hiệu Nguyễn 199.000 một cái màu xanh màu đỏ, ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 đến 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công nha. Đủ size đủ số cho chị em từ 40 cân đến 65kg đều có size số mặc vừa nha. Quá là đẹp và trẻ trung luôn. Nếu chị em nào ưng, chị em nào thích thì phải chốt nhanh chốt lại cho em này. Rồi ok chị Khánh Hoàng 199.000 một cái màu đỏ, ok chị nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Quá rẻ quá đẹp cho một cái mẫu áo dạ này nha. À, áo phao này nha. Mẫu áo phao này là mẫu phẩm áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu bên em, rất là mềm mịn, mặc lên cực kỳ siêu nhẹ cho các chị luôn. Nào còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh cho em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em đi ạ. Rồi ok chị Trần Hải Yến 199.000 một cái màu xanh đen, ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 nha. Rồi ok Thủy Trâm 199.000 một cái màu đen, ok chị này.
Còn chị em nào yêu thích màu nào thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em nha. Em chuẩn bị kết thúc livestream rồi nên không còn mức giá ưu đãi nữa đâu. Nên còn chị em nào ưng, chị em nào thích thì chốt nhanh chốt lẹ cho em và ra chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em này. Đơn hàng của mình sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000. Rồi ok đó chị Thế Nguyễn nha, 199.000 một cái màu xanh đen ok này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai này. Chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok đó chị Mến Hoàng, 199.000 một cái màu đỏ. Bây giờ mẫu sẽ mặc sang cái màu xanh đen cho các chị xem này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc có thể về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công với mức giá chỉ có 199.000. Rồi ok chị tổng thể 199.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần và các hội nhóm công khai chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Màu đen này, màu xanh đen này và có thêm màu đen cho các chị lựa chọn nữa đi ạ. Rồi ok chị Bích Phương 199.000 một cái màu xanh đen của chị ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ đi ạ. 2 tới 3 lần mà các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình này. Quá rẻ quá đẹp cho một cái mẫu áo phao hàng Việt Nam xuất khẩu đến luôn nè. Quá đẹp luôn nè, không lấy thì rất là tiếc luôn này. Rồi ok chị Trịnh Nguyễn 199.000 một cái màu xanh đen ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em nào. Mẫu em mặc lên đấy là màu xanh đen nha, có thêm màu đỏ và có thêm màu đen. Nào còn chị em nào yêu thích mẫu nào thì chốt nhanh chốt lẹ cho em nào. Đấy màu xanh đen, mẫu em nào mặc lên rất là đẹp này, có thêm màu đỏ cho các chị lựa chọn này. Và cuối cùng đây là màu đen nha. Còn chị em nào yêu thích nữa không thì chốt nhanh chốt lẹ cho em để em xin kết thúc livestream tại đây đây. Quá rẻ quá đẹp cho một siêu phẩm như thế này luôn nha. Rồi ok chị Nhanh Hoàng này 199.000 một cái màu xanh đen ok chị này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. Áo phao này là hàng Việt Nam xuất khẩu, mặc lên siêu nhẹ cho các chị nha. Thiết kế mũ của nó là có lông cho các chị có thể đội lên này. Các chị có thể đội lên hoặc có thể tháo rời luôn cho em nha. Mặc lên thì siêu nhẹ luôn. Có 3 tông màu, màu xanh đen, màu đỏ và màu đen cho các chị lựa chọn. Còn chị em nào yêu thích mẫu hàng Việt Nam xuất khẩu này nữa không thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream để em xin kết thúc livestream đi ạ. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ nha. Có size cho người từ 40 đến 65 cân quay đầu thì đều có size số mặc vừa này. Phải chia sẻ cho em đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công. Không chia sẻ thì đơn hàng sẽ tự hủy tại hệ thống luôn nha. Rồi thiết kế có túi để tiền để điện thoại đều rất là tiện luôn. Và đằng trước có huy hiệu cho các chị mặc lên cực kỳ sang và trẻ trung nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ nhanh tay cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Còn chị em nào yêu thích mẫu này nữa không thì chốt nhanh chốt lẹ tại livestream này cho em này. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công với mức giá 199.000 ở bên em ạ. Quá rẻ quá đẹp cho các chị luôn này. Rồi ok chị Thanh Nhàn 199.000 một cái màu xanh đen ok chị này. Rồi ok Quế Võ 199.000 một cái màu đen ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ cho em nha. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok đó chị Hiệu Nguyễn 199.000 một cái màu đen ok này. Nào còn chị em nào yêu thích nó không thì để luôn lại số điện thoại cho em để em kết thúc livestream nha. Quá rẻ cho một siêu phẩm như thế này luôn này. Chị em nào lấy chốt nhanh chốt lẹ tại cái livestream này cho em nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai, chia sẻ về tường trang cá nhân của mình cho em nha. Rồi ok cho chị Đông Nhi 199.000 một cái màu xanh đen ok này. Rồi ok cho chị Thế Thuấn 199.000 một cái màu đen ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ đi ạ. Rồi ok chị Luật Nguyễn 199.000 một cái màu đỏ ok này. Quá là đẹp luôn, màu xanh đen này. Bây giờ mẫu mặc này màu đỏ một lần nữa rồi bên em kết thúc livestream nha. Mẫu sẽ mặc màu đỏ này cho các chị một lần nữa rồi bên em xin kết thúc livestream tại đây này. Mũ có lông cho các chị có thể đội lên hoặc có thể tháo rời luôn cho em nha. Đủ size đủ số 40 cân đến 75 cân à 65 cân đều có size số mặc vừa. Lưu ý là phải chia sẻ cho em thì đơn hàng mới được lên đơn hàng thành công nhá. Rồi ok chị Huệ Bùi 199.000 một cái màu xanh đen ok chị luôn này. Rồi ok cho chị Phúc Nhi 199.000 một cái màu đen ok nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em đi ạ. 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là tường trang cá nhân của mình nha. Rồi mẫu em đang mặc lên đấy là tông màu đỏ cho các chị xem lại một lần nữa này. Còn chị em nào chưa chia sẻ nhanh tay ra chia sẻ. Còn chị em nào chưa đặt hàng thì nhanh tay và đặt hàng cho em nha. 199k kèm màu, kèm số điện thoại, kèm chia sẻ cho em 2 tới 3 lần vào các hội nhóm công khai hoặc là về tường trang cá nhân của mình cho em là đơn hàng sẽ được lên đơn hàng thành công này. Màu đỏ có thêm màu xanh đen và có thêm màu đen. Nào còn chị em nào yêu thích thì chốt nhanh chốt lẹ để em xin kết thúc livestream tại đây nha.
quá là đẹp cho một siêu phẩm như này ở bên em nhá. 199k kèm màu, kèm số điện thoại và kèm chia sẻ này. Rồi bây giờ bên em xin kết thúc livestream tại đây và chào tạm biệt các chị nhé.